Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về công tác chấm thi và công bố kết quả. Theo đó, đến ngày hôm nay 19 tháng 7, công tác chấm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã hoàn tất. Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành kiểm dò để chuyển dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đối soát dữ liệu theo quy định. Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công bố kết quả kỳ thi. Kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng dự kiến sẽ được công bố lúc 0 giờ 0 phút ngày 26 tháng 7 năm 2021 theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.